Hát rong ở quán nhậu là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu ở Việt Nam và cả trên thế giới. Những người nghệ sĩ hát rong đôi khi họ có thể giúp chúng ta, những vị khách trút bỏ tâm sự qua lời ca tiếng hát của họ. Nhưng đôi khi mọi chuyện không diễn ra như vậy. Và sau đây là câu chuyện được tường thuật trực tiếp từ phóng viên cúp làm việc nhậu của chúng tôi. Có mồi cho chú cá ơi. Rồi có liền, có liền. Quán bài có mồi cho chú cá ơi. Rồi có liền, có liền, đợi xíu. Rồi có. Chén ly. Đây. Ủa? Cái gì vậy? Gì? Gì vậy? Xe kéo kéo đâu ra xuất hiện vậy? Doraemon, Nobita, Sukka, Doremi, Kai, and Seiko. Maseko thì giàu, má Nobita thì nghèo, con trai anh luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Sukka, hỏi hoa hồng đàn cho Sukka. Nếu Sukka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobita chào đời. Ủa kìa, cái này là bài gì mà nghe quen quen vậy? Đây là bài nhạc chế Doraemon đang hot trên mạng á ba. Nhưng mà nó hát đâu giống trên mạng đâu đúng không? Trời, tại vì trên mạng á là người ta chế lời sai. Cái này bài đặt văn chương chế lời đúng đỡ bị chửi mà. Ê bây giờ mình đoán coi cái con khỉ này là ai nha. Ồ, ok. 1, 2, 3. Mono. Gì vậy anh? Mono đâu có hát bài đó đâu. Kệ. Chiều đông dần buông hạt mưa rơi xuống không gian lắng im. Suy tư vấn vương ngồi mộng mơ. Đứng phương nhau đến một nàng thơ. Gió đông u rơi mang những ơi kịp ngỡ là. Trái tim khô càng heo ố xe thôi buồn đào. Những thật cây đắng khi biết là ố hòa. Hoàng cha mày chứ hoàng. Dạ, cha con. Mày đeo cái mặt nạ là tao không biết mày hả? Mày cháy anh thang tao không nhận ra mày á. Này là khỉ con tinh nghịch nha, nãy đón bậy à. Mệt quá. Rồi làm gì nữa, đổi ngày nữa hả? Bữa nay con tới con hát cái quán mà trừ 10 ngàn còn 2.490.000 à. Hát rất vui cho quán chú. Phải có văn nghệ, văn gừng thì quán nhậu nó mới vui chứ. Tao không hiểu tại sao cứ mỗi lần mà mày đổi nghề mày lại kiếm quán tao thí nghiệm nè. Vậy đó còn quán nào nữa đâu, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi chú ơi. Vồ cái đầu mày chứ vồ. Báo mà. Chú đã nói như vậy thì hôm nay con quyết định hát hết cái đống này con mới về. Những thật cây đắng khi biết là mình chỉ là một người đơn sao. Mua giùm em cái này cho anh ơi. Alo. Đâu có, anh đang đi họp thiệt mà. Đêm trong ban nằm với vợ, bạn gọi nhậu là phải đi. Vợ còn nói năng chi, ta cùng đi cho bằng được. Ta cùng đi cho bằng được. Giờ là giờ mà ta là ta. Biết ngay mà, đi nhậu hay mà nói đi họp đúng không? Về liền với tôi. À ok ok anh về liền. Anh biết anh đi. Cái gì mà sợ vợ dữ vậy cha? Sợ gì ông ơi, cứ tôn trọng vợ tôi thôi. Ai trên đời chẳng sợ vợ, chẳng sợ vợ thì sợ ai. Tuổi còn bé thì sợ má, khi làm cha thì sợ vợ, vô sinh viên thì sợ nợ, mình nợ thì nợ, mà chơi thì chơi. Ăn 4 cây luôn anh, chơi 4 cây luôn cho nó sung ba khía. Thôi, thằng này nó về rồi thì anh về luôn, được bữa sau đi. Thôi, đi ăn chi lộn xả thôi ông ơi. Ủa? Thù quá. À, ăn chứ gì lộn hả? Ừ. Ở đây có bán luôn hả? Quán không có, nhưng mà em có. Đù, dữ vậy? Kìa, nói bán cái gì ở ngoài đó quán mình kìa, ra coi coi. Ê, kìa. Trời ơi, giờ nó bán trứng vịt lộn trong quán tôi luôn rồi. Cầm. Muối tiêu. Dữ vậy? Mấy trứng. Lấy 2 trứng đi. 2 trứng, đang xui ăn 2 trứng. Vậy thôi 3 trứng. 3 trứng là một người ăn 1, một người ăn 2, một người hên, một người xui. Mệt quá, lấy 6 trứng đi. 6 trứng, đang xui lấy số 6 là 6 số đó hả? Còn nhiêu trứng á? Còn cũng ít à, còn có 10 trứng, anh lấy luôn đi, em tính 10 trứng cho. Lấy. À, tao chuẩn bị nha, trứng nóng lắm á. À, còn trứng nữa nè. Rồi. Ôi, chú cá tính tiền chú cá ơi. Của em 80.
80. Chuyển khoản nha chú cá ơi. Của em 80. Ờ chuyển khoản. Của em 80. Kêu chú cá chuyển khoản. Cấn qua nha, cấn qua ta. Cấn 10 cái trứng đó là 120 nha. Xong. Ê Thông, thấy thác hay không? Chịu khó nghe cũng được. Ủa là mày đang khen hay đang chê vậy? Chê. Sao? Thôi tao đi hành nghề tiếp đây. Ba, hôm ấy bữa sau á, ba mua cho con cái lò kẹo kéo y chang nam mày. Trời, con tới đây, con để đây con hát rồi, con bán thêm mày nữa lời luôn. Thôi đi tao lại mày không ơi. Mày bớt phá tao dùm cái đi, mày hát chó nữa nghe. Ba nói chuyện nghe quá đáng quá. Bình thường con hát ba nghe chứ bộ. Làm loạn cho bạn trên kìa. Hổ. Sao đi chơi mà cứ bấm điện thoại hoài vậy? Em có bấm điện thoại đâu, em đọc báo mà. Đọc báo thì về nhà mà đọc. Tự nhiên vô quán đọc báo. Thôi. Thôi em đừng bận lòng anh ta. Muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau đến về lại ngon. Mắc mới mà tự nhiên ta đang buồn vô nó hát gì vậy trời? Đây chắc ra cản nó coi chứ bây giờ nó hát mà mấy con chó là bình thường nó hiền khô bây giờ nó sủa luôn kìa. Giờ ai biết sao giờ, giờ đuổi nó mất công nó bạn con nó kêu con kỳ cục nó nữa. Vô giải quyết mấy con chó Linh. Thấy chưa thấy không? Con nói con Linh nó cốt cách của nó là chó. Luôn giờ còn 4 cây xuống mặt kia. Thấy không? Ấy con đi 2 cây đi. Dạ đây, đây. Cảm ơn chị. Trời ơi có gì đâu mà cái mặt quậu dữ vậy. Vô. À, cảm ơn lên, chúc chị vui vẻ. Cảm ơn trai. Ok, cái gì? Người con gái chẳng cần cứu xa. Ngồi chờ ngồi đó có ăn được. Vô, hỏi bạn đứa mình vô. Hỏi tính tiền đi, tính tiền chú cá ơi. Ủa sao khách nay về sớm người ta? Ủa sao về sớm vậy? Đi nhậu mà mặt hai cái này gớm à. Tụi con hết nhiều à. À cảm ơn anh trai mày trả đi nha, tao đi về trước. Khỏi thôi. Quá dễ trơn trời. Thôi đi về luôn đi. Ủa đồ ăn em đang làm chổng anh. Tôi qua đây tôi review. Bây giờ quán ổn quá có làm được gì đâu. Đồ ăn thì lâu muốn chết luôn vậy đó. Ngồi đợi nãy giờ. Đánh một sao đó nha. Ê đừng đánh khách con. Con đâu có đánh khách đâu bà. Con đánh cái thằng Tôn Ngộ Không đó. Ê khoan. Thứ gì á, bạn bè không bao giờ mà thấy giúp được chút nào hết. Tàn qua phá không à. Thôi dán cái tấm hình này ha. Từ đây mình đừng có qua đây nữa nha. Có tiền trả nợ cho. Lẹ đi mày. Nhìn đó bị vừa. Ủa chú Hà. Còn gì ăn không? Hết rồi, nay đóng cửa sớm, tay cốc đột đó. Vô. Bạn mày nó thương mày hả? Dạ. Tiền lẻ không vậy? Con bán mấy cái này mà, tao đưa tiền lẻ không à. Ăn không? Chú giảm cân. Ngó cực quá chứ hả? Có nghề nào mà không cực đâu không? Có nhiều bữa con đứng con hát cho mọi người nghe. Người ta bắt hát quá trời hát luôn. Hát lần mười mấy bài. Hát cũng khang tiếng luôn. Mà cuối cùng người ta cũng đâu có mua cho con đâu. Ừ. Sao không kiếm nghề khác gì đó ổn định rồi làm gì khi khổ vậy? Con cũng nghĩ như chú á. Với lại con cũng còn trẻ mà. Con muốn thử sức nhiều nghề hơn. Để con có nhiều cái vai chạm. Sau này lớn lên nhiều khi con trưởng thành hơn mấy đứa kia sao? Trời ơi, trẻ mà nói chuyện như ông già vậy. Ra đời sớm thì đời dậy thôi chú. Ừ. Con
con từ xa tới đây mưu sinh mà, chứ đâu phải con dân ở đây đâu. Thì cũng không muốn kiếm cái gì khác hả? Có gì nó ổn định hơn mưu sinh, cái gì ổn định chứ, mưu sinh chọn mấy này ngày đây mấy đó, ngày nào mày cũng đổi nghề. Bây giờ nói ổn định là không biết như thế nào là ổn định luôn á. Thì thôi bây giờ mình cứ thấy cái nào mình làm được thì mình cứ làm thôi. Nào duyên nó tới thì nó ổn định. Thôi cố. Ông bà ta xưa vậy á, khổ tận thì cảm là đai. Câu đó là sao vậy? Thì hết khổ rồi ta sướng đó, khổ, khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai là khổ trước sướng sau hả? Ừ. À, cứ nói vậy con mới hiểu. Nếu mà cam nó chưa có lai á là khổ nó chưa có tận đâu con. Vũ Hà, cảm ơn Vũ Hà. Anh em như bát nước đầy, gà cùng một mẻ chớ hoài đá nhau. Một câu chuyện đắc nhân tâm, cảm động lòng người đã xảy ra tại quán nhậu Cá Tông. Và nhân vật chính trong ngày hôm nay sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Wow wow. Em gái ơi, cho anh kêu món. Ra kìa mày. Rồi thôi anh ra đi. Gì vậy? Giao kèo là bình thường, trai tới mày ra mày tiếp chứ liên quan gì đến tao? Đưa ra dùng đi. Cái mặt thằng đó nhìn thấy ghét, em nhìn là em thấy không thích rồi đó. Ba cô nói chuyện khách hàng gì cơ? Mày đi ra đi, không thôi nó đá quýnh khách nữa. Sao nhà này? Coi nó kìa, coi nó kìa. Lát bị tao quýnh, đừng có hỏi vì sao nha. Chào hai anh đẹp trai. Hai anh đẹp trai ăn gì á, để em ghi luôn. Uống bé kìa đâu, xong cho nó kìa. Nó còn lo nấu ăn nữa, với lại con gái nó ngại. Mày ăn gì? Như cũ ấy. Cá viên chiên. Dạ, cá viên chiên. Mì sao? Mì sao? Cá muống xào tỏi. Mình còn ăn gì nữa mà anh, ở đây còn có lẩu nữa. Không mày, chán rồi. Dạ, anh ăn chán miệng, hôm nay có chuối. Vô đây. Dạ, ba món. Uống gì không anh? Không. Dạ. Khoan khoan khoan. Con bé có người yêu chưa vậy? Nhỏ đó hả? Dễ thương. À, nó chưa có người yêu. Nó đang ế. Nhưng mà nó nghe nè, nó bị cái tật cũng hơi xấu tí thôi, hay đánh đàn ông. Ghê vậy mày. À, không sao. May gu, may gu. Wow. Ok ok. May gu vậy có kêu thêm gì không để em ghi vô? Không. Dạ. Nè, mì xào, cá viên chiên, rau muống xào tỏi. Làm đi. Mà nãy anh ra anh nói gì mà mấy đứa đó nhìn tôi cười vậy? Trời ơi, nó hỏi tao đó, mày có người yêu chưa? Và anh nói làm sao? Ê, anh phải nói là em có người yêu rồi. Gì? Mất mới gì tao phải nói vậy? Trời ơi, tao nói mày có người yêu rồi, lỡ mất khách làm sao? Ba. Ê, cái vụ này ba thấy thằng Thông nói đúng. Đúng, quan trọng là không để mất khách. Đúng rồi. Đánh vào cái nền kinh tế của căn nhà này hả? Thì mày không có quyền lên tiếng đâu. Làm đi. Vô vô gạo á. Dạ. Em yên tâm đi. Tại nãy tao có gieo. Gieo gì? Tao có nói rằng là mày ế, nhưng bù lại cái tật mày hay đánh đàn ông. Nó nói là sao? Nó kiểu gu của nó. Phiền. Ê, còn cái chuyện mà bữa tao với mày bàn hay sao rồi? Không nghe nói năng gì hết trơn à? Mày đừng nhắc cái chuyện này nữa. Nó là con nuôi mà nó không biết điều, tớ ngại chống đối tao hoài à. Trời, biết vậy sao không tìm cách chơi luôn đi. Trời, mày thừa biết đâu mà. Có kế hoạch hết trơn rồi. Mày hẹn nó ra đây, sẵn có con bé đó, chơi nó vô bể mặt luôn. Bởi tao nói mày là bạn tao, thân như tao vậy đó. Trời ơi, coi kìa, tôi ước sức tùng đập nửa đập luôn. Coi kìa, đã xấu rồi còn ác nữa. Đúng rồi. Bởi vì cái đứa này giống cái tính nó mà nhiều chuyện gì không biết nữa. Đâu có nhiều chuyện đâu, con Linh đang làm mà. Con đang nấu nè ba. Xong rồi. Thì được rồi, từ từ nó xong. Ừ, sao đâu. Chuyện của người ta, kể người ta đi. Không phải gì mà nhìn nó hay ghét lắm. Đúng rồi ba. Ba nhìn nó kìa. Kể người ta, nó liên quan tới mình.
Ủa mà sao nãy giờ ba chưa đi vo gạo nữa? Thiếu cái nồi. Thì ba đi vo gạo đi ba. Đúng rồi, ba đi đi. Có tổ chim kìa ba. Mày chim hoài mà vô đây coi. Có món gì em? Dạ dạ, đợi xíu anh ơi. Nó giật nhẹ luôn, nó đang nghe lén mà còn vậy. Nó biết mình nghe lén không ta? Ê, em nó vô kìa, em nó vô, em nó vô. Lâu quá đó bụng. Ê, em ngồi, ngồi. Anh em mới tới. Tới rồi em trời. Ngồi đi. Trời, mấy nó kêu ghê rồi kìa. Chắc tao ra tao đập quá. Em ra cho, để em ra cho. Mày làm gì vậy? Mày ra làm gì? Em ra đập nó. Tao nói như vậy để mày cản tao, tự nhiên cái mày đòi ra luôn, ai cản tao? Cản tao, cản tao. Không thấy cái hành động của tao vậy hả? Cản tao mà giật giật vậy thì hả? Đúng, tao phải kéo giật giật lại chứ. Để em. Thôi, tỉnh đi. Từ từ em, từ từ, không sao không? Không sao không? Cầm. Cất. Cất hả? Chứ làm gì? Đứng ngồi hay gì cũng phải dòm trước dòm sau không? Ông ăn cái gì? Anh kêu ha. Dạ, thôi được rồi. Kêu tự nhiên đi, đừng ngại. Kêu em tới có chuyện gì không anh? Cái chuyện hôm bữa tao nhờ mày đó, nó có chí xíu à, cũng làm không xong nữa. Nhưng mà đó là ăn cắp đó anh hai, ba biết là mình không có xong đâu. Ăn cắp là sao? Tao nhờ mày lấy đồng hồ của ổng, đổi cái đồng hồ khác, cái đó là trao đổi, chứ ăn cắp mẹ gì. Thì em cũng biết vậy, nhưng đó là món quà kỷ niệm của mẹ em tặng cho ổng mà. Của ổng cũng là của tao, trước sau thì cũng tao lấy à, giờ tao lấy trước được không? Rồi sao? Giờ mày có làm không? Anh thích tự đi mà làm, em không làm đâu. Mày mà không làm, tao đố mày ở yên được trong cái nhà này. Thôi thôi thôi. Em nữa, anh chơi chung với nó, anh biết cái tánh nó nóng lắm. Không, mà anh thấy chuyện đâu có gì đâu khó. Em canh ba em ngủ, em vô em đổi cái này xong, dễ ẹt. Không, có gì đâu. Dồn cái thứ anh em trong nhà mà không biết yêu thương lẫn nhau. Ê, tao nói nghe Linh, lỡ ví dụ mà tao xúi mày vậy mày làm không? Làm. Mày ác với bà vậy luôn hả? Thì anh em mà. Nhưng mà nó đổi đồng hồ của ba nó mà. Thì chia tiền. Chia tiền làm. Ôi, ba thương mày lắm luôn á. Thôi coi đi kìa. Giờ tính sao? Hả? Ê, giả bộ nó cái vụ đồng hồ. Lái y chang đó. Anh Thông. Vậy. Anh cất đồng hồ cho ba chưa? Cất rồi, yên tâm đi. Mới sửa về tao cất kỹ lắm. Cất cẩn thận coi chừng mất nha. Trời ơi, mày nói gì vậy? Chỉ có anh em trong nhà mới lấy được thôi, chứ nghĩ sao bây giờ người ngoài vô lấy được mà sợ mất. Đúng rồi. Chuyện này nè, đi vô lặt rau đi. Xếp dễ rồi. Cái gì ấy, nhiều chuyện đâu. Đi vô trong. Đi. Anh không nhớ cất đồng hồ nha. Yên tâm đi, tao không có thói ăn cắp đâu. Mày mà chống đối tao á, thì kết quả cũng y chang mẹ của mày. Tao tống cổ ra khỏi nhà hết. Biết chưa? Anh thích tự đi mà làm đi, tôi không làm đâu. Ê, mày ngon lắm. Quán này không có đánh nhau. Thích gì đó, sao không giờ? Mày thích cái gì mà qua đây mày thích? Ổng giang hồ đó, ba tao còn sợ đó ba ơi. Thiệt hả? Tao quậy với mày. Dạ không, tụi con giỡn. Đừng ra đường với cái mặt tự kiêu. Đừng cao ngạo mà chê bai kẻ yếu. Đừng cãi lời khi cha mẹ khuyên răn. Đừng vội vã phân chia lối sống. Đừng quá lời khi mình đang máu nóng. Đừng bỏ nhà khi cha mẹ ngóng trông. Đừng giải khờ với suy nghĩ chưa thông. Đừng kiêu ngạo khi mình còn dốt nát. Vỗ tay. Còn con nữa. Để quá khứ ở lại. Để câu chuyện buồn nó xuống. Không nhắc tới nữa. Không luyến tiếc nữa. Không xăm soi, không phân tích lý giải ai đúng ai sai nữa. Câu chuyện đã kết thúc. Và bây giờ mình phải sống ở hiện tại cho nó đàng hoàng tử tế. Sống cho nó sâu sắc. Sống cho có hồn. Sống cho đẹp. Sống cho có giá trị. Vỗ tay. Em, chúng ta mới làm em tốt. Hãy đừng giận anh nha. Hãy anh kéo ghế rồi lỡ rồi. Ghê vậy trời. Ôi ba,
Sao con thấy giống như phim hoạt hình vậy ba? Tự nhiên chưa gì nãy tụi nó xém đến lộn nhau xong ôm nhau về là sao? Đúng rồi ba. Nãy có nghe tụi nó nói gì không? Nói gì ba? Ba tụi nó còn sợ tao nói chuyện tụi nó. Mà ba nó là ai vậy ba? Ba nó là mấy thằng giang hồ lóc cóc lơm cơm hồi xưa á mà. Dữ vậy sao? Nên là tụi nó thoát được khỏi cái quán mình tụi nó vui lắm rồi. Thì ra là vậy. Nhưng mà con vẫn khó hiểu nha. Nhìn đời hạnh phúc tấm thân yên, nhìn sự hơn thua khỏi lụy phiền, nhìn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhìn lòng hiếu thắng cõi thần tiên. Vỗ tay. Rồi đứng đây vỗ tay luôn đi, chừng nào hiểu thôi. Vỗ tay tiếp. Thơ hay, thơ hay. Mày hiểu không? Nhịn gì rồi? Nhịn gì mà cõi thần tiên gì á? Là bay quá mới lên thần tiên hả? Không biết nữa. Quán nhậu cá tông phân biệt đối xử khách hàng, chỉ tiếp khách có tiền không tiếp khách bình dân. Ai đặt cái tiêu đề nghe nó thô tục ghê. Đây, quán nhậu cá tông cấu kết với giang hồ trở thành điểm đen của tội phạm đó. Ít ra phải đầu tư cái tiêu đề dạy đọc vô nghe nó drama hả? Mới mấy ngày hôm qua thôi mà cái quán thành cái chợ drama rồi. Sau đây chúng ta cùng theo dõi những drama đó là gì nhé. Sao ba thở dài vậy ba? Con có thấy là bữa giờ quán mình nó trộm vía không? Trộm vía là quán ế hả ba? Quên. Đuôi ông tai áo. Được rồi, con quên mà. Cái từ khóa nó nói là không có nhắc được. Chị biết rồi. Nhưng mà đúng là con thấy quán dạo này trộm vía thiệt á. Không có ma nào vô luôn. Lẽ ra quán mình sắp dọn đi rồi thì khách người ta phải thương người ta tới ủng hộ nhiều mới đúng. Này vắng que à. Có khi nào là do mình dọn vô đây không ba? Cũng có thể. Ê mà sao ba thấy dạo này nhà mình xui xui sao nha? Sao nữa? Cái mặt bằng ở bên kia thì có vấn đề. Mặt bằng bên đây thì tự nhiên ông chủ rồi đó giờ đúng dễ thương luôn. Giờ tự nhiên ông lấy lại ngang xương nói sửa chữa. Nghi là có vấn đề lắm nha. Ê, là do đốt phong long. Gì vậy ba? Tự nhiên đốt phong long nữa ba? Mê tín gì đoan quá à. Lấy cho ba cái hộp quẹt đi, ba đốt phong long. Nhà mình ơi, nhà bác cá ơi. Ủa? Trời hả? Ơi. Trời ơi, đi đâu bữa giờ mới ghé qua thăm tôi vậy ông? Trời ơi, bữa giờ bận à? Ừ, chào con. À, chọn cái quán vô đây nó xinh đẹp vậy mà. Không ngoài kia chi đâu đúng không? Nhưng mà khách người ta không biết đường người ta vô. Ừ, người ta biết. Bữa giờ là cũng ghé tại vì bận. Đó, thu xếp cái công tác chỗ mới. Bên anh sao rồi? Báo cho anh tin buồn. Tôi gặp chụp chặt từ lứa đó. Cái mặt bằng mới bên kia thì không có thuê được. Cái mặt bằng bên đây á thì anh thấy đó, tự nhiên cái ông chủ không lấy lại ông sửa chữa. Trời. Giờ tôi khó đủ đường không biết sao anh ơi. Trời sao kiểu tự nhiên vậy, gần đi giờ trục trặc là sao trời. Tôi cũng sắp xong rồi đó anh dẫn qua anh. Mà bị gì? Sao trục trặc? Bây giờ khó tiền bạc đúng không? Thiệt hả ba? Thì cũng có nhưng mà cái đó không phải cái vấn đề chính. Cái vấn đề chính là thôi cái vấn đề chính gì nói là biết rồi, thiếu vốn nói thiếu vốn. Không, tôi phụ một tay rồi chuyển đi cho nó nhanh chứ mình dứt điểm mình gọn gàng đi chứ hả? Trước giờ anh giúp tôi nhiều rồi, giờ giúp cái gì nữa anh? Thì biết giúp nhiều rồi giúp thêm chút, có tính thêm là nhiều, đúng không? Thôi, mấy vụ này tôi lo được, cậy, từ từ tính. Vô kiều. Gì nữa ông nội? Quán mình là sắp có tiền. Nhưng mà có tiền ba nhớ chi cho con nha. Tiền gì? Con mới kéo khách về cho quán. Có người mới gọi điện cho con nói rằng á, họ cần bao nguyên quán mình để họ kiểu ngồi nói chuyện thân mật gì với nhau á. Ngon, bao nguyên một quán luôn á. Đông không? Đông chứ. Nếu mà bao nguyên quán, bình thường quán mình là cũng phải tầm 20 người đúng không? Con nghĩ chắc cỡ đó đó. Vậy người ta ăn món gì, người ta mấy giờ tới biết không? Con tôi hiểu. Tại mừng quá nghe xong cúm. Để con gọi điện lại. Nhưng mà chốt nha. Thì phải hỏi người ta đi mấy người, mấy giờ tới, ăn món gì để biết mới chuẩn bị chứ. Không có giờ sao chuẩn bị. Để con vô gọi điện lại. Chạy chú à, bữa nãy vô quên chào. Gà tôi nuôi tôi biết. Trước giờ có ai bao quán bao giờ chưa? Có nhưng mà fail. Ủa? Nay có hai đứa đi thôi hả? Dạ. Nay ngày kỷ niệm hai đứa con quen nhau, con dẫn bạn gái con qua bán chú cá. Trời, chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Hai đứa ngồi đi, rồi chú lấy menu ra cho. Dạ, nha. Cảm ơn chú cá.
Menu cho ba Linh ơi. Ba. Mấy đứa là đi chung với nhau đúng không? Không, tụi ba nguyên quán. À, là hồi nãy anh gọi điện cho em đúng không? Đúng rồi. Cái anh này nè ba. Sao có hai đứa này nữa? À, thôi, anh cứ qua bên đó ngồi xíu để em giải quyết cho. Nhanh mà. Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi hai người này sao? Thì nãy con đã nói với ba hôm nay người ta đòi ba nguyên quán. Chưa gì ba dắt vô ba phải hỏi kỹ ngay từ đầu. Ủa? Mày không chứ. Thì mày phải cản ba chứ, ba tưởng cái này là hai bạn bao quán. Còn mới ra cái chú Hà hỏi khách sộp đồ này nọ cái kiểu kìa, biết đâu. Còn bây giờ lỡ cho bên này vô rồi sao? Thì vô rồi ba mời ra đi chứ, giờ ở đây người ta tới kìa, chứ sao biết giờ. Sao mời ra được, mình buôn bán mà. Buôn bán gì chứ, bây giờ nhìn đi người ta giang hồ lỡ mà cậu không chịu cái dở nguyên quán mình luôn đó. Nó dám hả? Không dám, chuyện của nó đứng lên. Dạ má, dạ sao vậy anh? Giờ tính sao? À, cái này là khách, tại vì chú lỡ nhận vô. Thì thôi có gì mấy đứa thông cảm ha, cho mấy bạn ngồi đây đi. Không có thông cảm chú ơi, giờ tụi con bao nguyên quán rồi, vậy đâu được. À, anh ơi, chuyện là nay ngày kỷ niệm của bạn gái em á. Không mấy anh cho em cái góc nào đó tụi em ngồi. Cho gì mà cho. Tính làm gì vậy? Cái thằng này. Dạ. Thôi bây giờ như thế này ha. Mấy anh ngồi đây để em giải quyết cho. Ủa tự nhiên khách nó bánh nói chuyện kiểu gì á? Khách cái gì? Ba, vô trong đi em giải quyết cho. Nhận cọc tiền ta rồi. Cọc thì trả lại. Ôi. Rồi. Mày đi trong bếp đi. Đúng không? Làm gì vậy? Đá mày bây giờ nha. Anh trai, bên này có gọi điện, ta đặt bàn trước thiệt chứ không phải là ta tới cái người ta vậy. Bây giờ anh chị thông cảm giúp em được không? Chứ em cũng không có muốn vậy đâu. Đi quán khác em. Dạ anh. Dạ, thông cảm giúp em nha. Mấy anh bất nóng à. Tại ba em không biết, với lại nãy người ta cũng vô nhanh quá em không có kịp cản. Giờ mấy anh ăn gì để em lấy menu ra cho mình coi ha. Có nhiều món lấy ra hết. Bữa nay tao bao. Dạ. Ok anh. Thôi mời đi anh em. Người ta nói có nhiều món làm hết kìa. Hả? Vô làm. Rồi. Nhanh đi nha. Dạ. Có đi. Một cái lôi kiếp kiếp ba vậy? Im. Khổ. Kiếm tiền chỗ nhà này cũng bị nói. Dao nấu đây chừng sao mà làm đây. Rồi, đủ muỗng đâu? Dạ em lấy đây. Đứng đâu biết ra phụ dọn mày. Ba. Đi nè. Đây, ba giữ đi. Tao mới đưa một xíu tiền là mày mờ mắt rồi. Ba có dạy mày ham tiền vậy không thông? Vậy mờ mắt. Ủa thì con cũng muốn kiếm về khách về cho quán, cũng có tiền cho ba trang trải chứ tự nhiên giờ ba nói con vậy. Với lại phải nghe từ đầu á, là người ta đã nói người ta bao quán chứ đâu phải là do mình đâu. Con thấy anh Thông ảnh cũng không có ý xấu gì đâu ba, ảnh chắc cũng muốn giúp á ba. Anh thấy sao nè? Thôi, con trẻ mà, gia dắt bây giờ nó hết. Còn cái chuyện tụi này á, tụi thấy hơi lo nha. Sai ở đâu á? Là sao? Anh không nhận là mấy thằng nó hả? Tôi là tôi gặp tụi nó rồi đó. Lãng vãng đâu khu này đó nha. Hình như tụi nó là cái tụi sớm trên. Ừ. Không có nghề ngỏng gì trơn á. Tôi thấy nó lông bông không à. Tụi nó kiểu mà người ta cho tiền sai gì làm nấy. Vậy tiền đâu nó bao quán ta? Đó. Là người ta sai tụi nó thôi. Thấy không? Cái quan trọng á là người ta sai tụi nó để làm cái gì ta? Người ta có được lợi lộc gì đâu. Sao tự nhiên con nghe chú Hà ngồi nói phân tích xong thấy giống như trong phim quá. Kiểu có một bên đó, nó mới mở quán xong nó ám hại cái quán của mình. Đúng không? Trong phim thì cũng lấy tình huống ngoài đời ra chứ đâu. Trời ơi, ghê vậy. Ủa? Vậy có khi nào là thiệt không chú Hà? Thiệt gì mày khùng quá. Chú Hà nói gì mày còn tưởng thiệt. Bớt điên đi. Thôi, bình thường đi, trời ba.
Đừng có nghe chú Hà nha, chú Hà riết. Dạ, anh la tôi. La gì ai kêu mày ra dọn quán nè mày. Chửi tôi. Mục đích thì tôi không biết người ta có mục đích gì. Mục tiêu thì tôi thấy có rồi đó. Hy vọng là anh nghĩ nhiều. Hy vọng.